anh hỏi thử phát âm lại xem nhé. Anh không biết Vâng. từ, anh chưa, từ từ, hình như là vẫn chưa thấy. Ô, chỉ có anh với An thôi, còn chưa thấy Nguyên. À đây, Nguyên đây rồi, đang soạn tin này rồi, xem vào rồi, chờ anh tí xem. Đấy, cô chết rồi, toàn vào muộn này. Thôi rồi, thì trong đấy giờ đấy anh em mình ôn lại từ đây. Vâng. Anh xem màn hình. Chưa mở đây này. Rồi phát âm thử cho anh xem có nhớ không đã nhá. Xong rồi quên nó mở Vâng. đây nhắc đã. Rồi. Một nào. Hai. Ba. Sai, cứ nhả ra nhá. Và làm lại. Đúng rồi, 4 5 6 lại. Vâng. Đúng rồi, 7 8 Dạ. 9 Chà. Đúng rồi, 10 Dạ. 11 lại. Nhớ. Không Đúng nhớ rồi, thế hàng. thôi không có sở. Được không? Vâng. Lại nào. 12. Lần nữa. Đúng rồi, 13. Đúng rồi, 14. Thế quên à. Chú để lại đấy, chú mua đi. Rrr, rrr. Rrr. Đúng rồi. 15. Cái dưới chắc em không nhớ rồi. Ừ, đưa lưỡi ra. Đẩy hơi. Đấy, đúng rồi, cứ để nó khó phát nào. Lại nha. Rồi, 16 nào. Nhẹ chậm này. Đúng rồi. Anh đảo lẫn tôi phát âm lại cho 15 anh xem. Lại. Lần nữa nào. Đưa lưỡi ra, đã lưỡi ra khỏi hàm răng đâu. Nó vẫn nằm trong miệng kìa. Nhìn nó cam thì lưỡi mình đâu. Rồi, đấy. Đúng rồi. Được. Trong 16. anh này anh 16 tính Nè, nhẹ thôi, rung cổ họng lên. Nó lại nào. Rồi, bây giờ anh đảo lẫn những âm này để phát cho nó thành phản xạ nhá. Ha, mỗi ba. khi nhiều lắm hay mày mày ạ. Ba ba ba. Ba là Năm. Hai. bờ 11. Chín. 10.
Đúng rồi, ba lần cho nhớ. Giờ, giờ, giờ. Bốn. Đúng rồi, 12. À, chính xác, 14. Thôi 13 trước đi, gợi ý đi đã. 13 cơ mà. mười ba Em si té. ăn ba là Đúng rồi, lần nữa nào. 14. Thế làm sao nó 13 14 nó giống nhau được. Cặp là nó cùng vị trí phát âm. Nó đều phải như này hết. Đó, đúng rồi, lại. Lần nữa. Một lần nữa. Ok, 15. Rồi, 16. 16 Một. Rồi, ok. Rồi 17 đến 24 anh cho tự phát âm trước, anh xem kiểm tra âm thanh như thế nào đã nào. 17. Và nhá. Để xem nào đúng nào. Anh đánh vào em sai. 18. Đúng rồi, 19. 9 em cũng không nhớ. Nguyên vào cái là Em nó chào báo anh. là nó Dạ. bị này. Anh rất là buồn cười nha, cái tài khoản Dạ. Google nó có phân biệt nha. Ví dụ anh mới ăn vừa nãy luyện là nó không có tính thời gian là 1 tiếng, nhưng mà Nguyên vào bắt là nó bắt đầu nó hiện, nó báo tính thời gian 1 tiếng. Hay À mà. thế là ba người ạ. Thế hai người nó không bị à? À thế em không sợ. Anh nhé, có người anh luyện hai người thì bị, nhưng có người anh luyện hai người thì không bị tải nhé. À? Không hiểu sao. Ơ nhà sao em không bật được cái cam nhỉ? Anh có nhìn thấy em không? Không. Em cũng không thấy. Ờ thế à? Sao cái cam em bị Thôi được rồi, An cứ tiếp tục này đi. Nguyên sao? xử lý cái cam như thế nào? Đây em đang bật đây, sao nó hiện ra cái hình tròn thế nhỉ? Đây, nếu mà em Tắt tắt là nó tắt đi hình vào chữ lại N. nào, tắt đi vào lại nào. Vâng. Nguyên tiếp nào, 19. À quên An. Rồi, cho cái vàng chóe nữa, 20. Vàng tiếp, 21. Nó chưa có phản xạ là vàng. Ờ, 20. Ừ, được, 22. Không làm gì có rung thế. Vẫn thế Nguyên ơi. Nó ít ít rung rừng Rồi, thôi coi như đúng này chắc quên hết rồi. ngoài Chết rồi, không vẫn không được anh ạ. thôi thì Nguyên phát âm cho anh em Thạnh được. Từ từ để anh hỏi Nguyên mấy âm đầu. Nguyên mấy âm dầu có ôn không? Cũng tạm tạm anh Đấy, tạm này. ạ. Tên cái này. Rồi, phát âm nghe nhé, nhìn thấy màn hình chưa? Rồi ạ. Phát âm anh nghe thử anh xem nào. Một. Rồi, cái này với anh, với em, anh nghe âm thanh thôi. Hai. Ba. Bốn. Đúng rồi, năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. À, đúng nhỉ. Đúng rồi, âm thanh tốt. Mười. Mười một. Mười hai. Mười ba. Mười bốn. Tốt nhỉ. 15. 16. Ok. Tốt. Rồi cái này là An quên hết rồi. Chỗ này xử cái này lý cái phần này nào. Anh sẽ phát âm mẫu lại 17 18 à 17 cho đến 24 nhá để hai đứa ôn lại nào. 17 ngậm môi lại này. Cả hai tắt mic nhá, phát âm này. 18 mặt lưỡi áp lên trần miệng đặt tại đấy không hạ xuống.
Đẩy hơi lên mũi. Mười chín, nâng cuống lưỡi. Đó, phát âm lại cho anh nè. 17. 18. 19. Rồi, 20, 21, 22 này. 20 mở miệng ra đẩy hơi nhanh ra này. 21 đặt đỉnh lưỡi vào mặt sau răng trên, giữ tại đấy, đẩy hơi qua hai bên sườn lưỡi. Ừ. 23, à 22, cong cái lưỡi trong miệng lên. Đó. Đó. Sau đập ra. À quên, sorry, giữ nguyên, à hóp cái má lại để giữ lưỡi không cho nó rung. Đó, giờ phát âm lại nhá. 20, 21, 22 anh phát âm lại một lần nữa cho phân biệt này. 20 này. 21 này. 22 này. Hai đứa phát âm này. 20. 21. 22. 17. 19. 18. 21. I'm so sorry, 21 là 20. 22. Rồi, 23, 24 nhá. 23 cong cái lưỡi trong miệng này, nhìn con rắn ấy, bổ ra. Giờ. 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 24 chu môi lên. Wow. 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 23 lại này. Giờ. 24 này. Wow. Rồi. Phát âm cho anh nhá. Hà đi. Bật mic nào. 20. Mic bật mic. À. Bật mic nhá Hà. Em hay là em ạ? An 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 an. À, chết, an nhầm. An mic quên. Vâng. 20 là 17. 22. Ru. 23. 18. 24. 20. 21. Ok, tốt. Học 15 nhá. Hôm trước mình học đang học đến năm E này. Học em này. Đó. 3 chữ Y này và 2 chữ E. Được chưa? Giờ anh sẽ dạy luôn cả 3 chữ Y này phát âm như nào nhá. Chữ thứ nhất hạ cằm xuống này. Đọc cho anh chữ Y. 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 Chữ thứ hai kéo mép này. Y. 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 Chữ thứ ba dùng tiếng Việt này. Y. 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 Chữ E thứ nhất hạ cằm này. E. Hơi chứ nhá. E. Chữ E thứ hai mở rộng miệng theo bốn hướng này. E. Nói chung cứ phải mở rộng miệng rồi mà đọc chữ E. 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 Rồi hai đứa phát âm nhá. 25. Y. 28. E. 29. E. 26. Y. 27. Y.
29, E 25, I 26, I. Rồi, đọc ví dụ cho anh nhá. Ví dụ thì Nguyên bật mic đọc cho anh chữ đầu tiên này. Lưu ý cho anh bốn ba chữ là K này phải nhân đôi này, P phải nhân đôi và T phải nhân đôi nhá. Vâng. Nhân đôi. Rồi đọc cho anh chữ Y đầu tiên, Vẫn đọc có vào một cái chữ ví gì dụ. nữa anh nhỉ? Ơi. KPT với gì nữa nhỉ? Đây này, KPT, ba chữ này thôi. À vâng. Nhưng mà trước nó phải là nguyên âm mới được nhân nhá. Vâng. Ok. Đọc cả hàng này luôn hả anh? Đọc cả hàng. Vâng. Big. Nào đầu tiên từ Y trước đó. Y. Big. Sing. Tin. Kick. Chip. Beat. Beach. Nguyên phát âm tốt. An phát âm lại cho anh chị Y nào. E. B. Sing. À, bây giờ phát âm rõ ràng nhé. Mình phát âm một lần thì mình sẽ đọc gọn rồi. Big. Sing. Big. Thin. Kick. Gọn. Rõ. Lại. Big. Sing. Thin. Kick. Chip. Beat. Bitch. Rồi, chữ Y thứ hai, ăn trước luôn. E. Key. We. Need. Read. Speak. Keep. Eat. Teach. Rồi, Nguyên, đọc lại cho anh chị thứ hai. E. Key. We. Need, read, speak, keep, eat, teach. Nguyên đọc tiếp cho anh chị Y này và các ví dụ. Trọng âm. Y. À vâng. Y. City. Beauty. Đọc lại cho anh chữ này này. Sit. À, đọc cho anh sit. À vâng. Sit. Rồi, nhấn trọng âm thì nó mạnh nhẹ, nó rõ hơn một chút nhé. City. À vâng. City. Đúng rồi. À vâng. Tiếp. City. Pity. Busy. Easy. An đọc lại cho anh chị này. E. City. Pity. Busy. Easy. An đọc tiếp chữ N luôn. E. Men, bed, head, yes, get, check, many, many. Em Nguyên đọc cho anh chị em đầu tiên. E, chữ men, chữ men, men. Đọc nữa không anh? Để tiếp tiếp tiếp, cứ tự đọc đi. Ok. Man, bed, head, yes, get, check, many. Nguyên đọc tiếp chữ E thứ hai. Man, chữ E bed. Chưa? Chữ E chưa? À, em cứ thẳng quên. E, man, bed, back, cat, catch, happy. An đọc lại chữ E đấy. Chữ E dưới trên ạ? Dưới, dưới, trên đọc rồi. E, men. Rộng, 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 rộng. Miệng của em chữ này hơi bé. E. E. Và ví dụ. Men. Bad. Rồi, rồi, dừng, 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 dừng. Đọc cho anh chữ này anh nghe xem hai âm thanh có khác nhau chữ này nào. Men. Men. Không khác nhau. Em phát âm rộng miệng ra nó mới đủ độ to để nó khác nhau. Chữ thứ nhất nhá. Men. Chữ thứ hai nhá. Men. Đó thế nó khác nhau rộng ra nó mới khác. Phát âm lại cho anh chữ E bẹt đấy anh xem nào. Chữ E dưới. E.
e Em mở miệng nó khó rộng quá nhỉ. E. e Ừ, rồi ví dụ. men không khác gì khác mẹ Man. 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 mẹ Tiếp nào. mẹ mẹ bạc bạc Back. 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 bạc cat catch happy Ok. À, này giờ chị Hoa vẫn chưa vào học bài mới, tí lại không theo được nha. Biết chị Hoa, từ từ anh hỏi xem chị Hoa có vào được đúng giờ không? Đúng giờ. Kéo dài thời gian thêm đi nữa, chờ chị vào. Rồi, đây anh sẽ kéo dài thời gian thêm tí chị Hoa xem có vào kịp không. An à, Nguyên phát âm cho anh đảo lẫn này. Read. Chip. Yes. Pity. Âm trọng không có trọng âm thì hơi yếu, đọc nó cũng trọng âm vẫn phải có âm thanh. Pity. Tin. Kick. Check. Many. Easy. Ok. Cat. Catch. An. Yes. Easy. Many. Beach. Happy. Eat. Pity. Head. Ok, thôi không chờ nữa, tiếp tục thôi. Rồi, bây giờ nhìn lên trên bố cục này, sẽ nói nốt những âm còn lại nhé. Ở đây mình sẽ có hai âm này là hai âm ơ này. Hai âm này là hai âm a này. Hai âm o này. Và ba âm u. Âm kép thì tính sau. Đây, bây giờ đây là những một âm có một ký hiệu, người ta gọi là âm đơn đã. Đây là chỗ còn lại mình sao. Rồi, âm thứ nhất là chữ ơ. Hai chữ ơ. Thì chữ ơ thứ nhất thì nhìn rất dễ rồi, nó có cái móc ngược giống chữ ơ, nhưng chữ ơ thứ hai thì nhìn hơi khó nhé, phải cố gắng mình nhớ mình dùng ra nó. Tức là mình nhớ được âm thanh, nhớ được nó gọi là âm gì thì cái âm thanh mình tạo ra nó sẽ như thế của, nhưng mà bằng cái kỹ thuật của mình. Rồi chữ ơ thứ nhất là hai đứa hạ cầm nó một chút, gần lớn các cặp thì chữ ơ đều hạ cầm nó một chút để tạo ra cái âm đấy. Là chữ ơ thứ nhất nhé. Ơ. 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 Rồi. Nguyên phát âm cho chữ ơ này. Nữa Ví, ví dụ ví dụ vào cái ví dụ the gọn âm rồi nhá. The, a the đúng không? better seven seven and enter pleasure complete and Từ từ nhá, đọc lại cho anh từ này đã. pleasure Từ này trong đằng sau nhá, complete đúng không? An phát âm lại cho anh chữ ơ này nào. Có 16, tí nữa phải ví dụ đầu tiên có 16. À, đưa lưỡi ra. The. The. The Ok. Tiếp. better seven enter pleasure Rồi, 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 đây. complete Trọng âm vào please chưa rõ lắm. Please. complete Đúng rồi, complete. complete Rồi, An tí nữa sẽ phát âm đầu tiên cho anh chữ này này. Ở chữ này anh sẽ hướng dẫn phát âm nhá, cũng phát âm chữ ơ nhưng mà cứng cái môi lại cho anh này. Ơ. Âm kia thì môi mềm dễ chịu nhưng âm này phải cứng mà. Ơ. Ơ.
Rồi và ví dụ nhá, an phát âm nhanh là ví dụ ơ thì là bơ turn đó, ví dụ thế. Rồi đọc nhanh nhẹ nhá. Ví dụ từ chữ ơ trước. But turn skirt search foot first. Cái này ra của nó là st. First. 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 Lần nữa. First. Rồi, từ cuối cùng. Journey. Nguyên. Bird. Từ từ em cong bóng lưỡi rồi. À nó thế chỉ à? Cứng môi thôi. Không cần phải cong bóng lưỡi đâu. Của em là bird. Sử dụng cuống lưỡi hơn nhiều. Cái này chỉ đầu môi thôi. Bird. Thế thôi. Đúng không? Bird. Đấy đây đúng rồi đấy. Turn. Skirt. Shirt. First. Journey. Cái từ cuối cùng không phải đọc là journey. Journey. Thế thôi. À, ok. Journey. Ok. Đã phát âm lại cho anh hai chữ ơ nhá. Chữ đầu tiên hạ cằm này. Ơ. Ơ. Chữ thứ hai cứng môi này. Ơ. Ơ. Ok, phát âm đảo lẫn cho anh này. Nguyên. À, An. Đây. Better. Bird. Seven. Search. Skirt. Complete. Không hơi nhiều. Lead mới là chính. Complete. Đúng không? Journey. Nguyên. Pleasure. Seven. Search. Turn. Search. Complete. Journey. Biết là chị Hoa đã vào được chưa? Chưa thì có dấu hiệu gì. Rồi, hai chữ tiếp theo. Hai chữ này là hai chữ ơ này. Hai chữ tiếp theo thì mọi người nhìn đây, mọi người có thể biết đây là cái dấu hiệu, à, nhìn cái hình dạng của nó là giống chữ A. Nên đây gọi là hai chữ A. Mà từ từ. Hai đứa chờ một xíu xem chị Hoa có vào đúng không nhá. Không thì đi xa tí, lúc đi quá chị lại vào, không theo được. Chờ xíu vâng. Thì 30, chị bỏ mượn 30 phút thì mới vào 30 cả chị. Anh đi uống hút nước đi. Bắt đầu nước. Mà đến nào chưa có nước đi lấy nước. Vâng ạ.
chưa chịu hòa đâu. Này chắc có khi mùa học 12 giờ rồi. Thôi, có khi bắt đầu tiếp đi. Chắc là chị Hoa chưa vào được đâu. Mình học xong rồi chắc là chị xem lại video sau vậy. Hai chữ tiếp Nguyên có đấy chứ Nguyên ơi. Dạ em có ạ. Ừ, hai chữ tiếp theo nhé, hai chữ A này. Chữ A thứ nhất hơi hạ cầm cho anh một chút, đọc cho anh chữ A nhé. A. 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 Rồi, Nguyên vào ví dụ nào. Chữ A sau đó nó vào ví dụ luôn. A. Love. Ừ. Gun. Cat. Match. Money. Nothing. Từ từ phát âm cho anh chữ này nhé. Chữ này hơi khó đấy. Chữ này trước này. Thing. Sau đó đọc là thing. 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 Nothing. Nothing. Ok, đọc lại cho anh chữ cuối lần nữa. Nothing. Ok. An, từ chữ A vào nào. A. Love. Gần cut match money nothing. Ừ, đúng rồi. Chữ A thứ hai này cũng đọc cho anh chữ A nhưng mà mở miệng theo chiều trên dưới nhá, như này này. O. 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 An, từ chữ A đấy và có ví dụ luôn. A car. Đúng không? Large. Start. Hot. Hot. Hai cái này đọc như nhau à? Ừ, hai từ này đọc như nhau, phát âm hiện nhau luôn. Hot. Father. Artist. 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 À, đây. Lại nào. Artist. Ok. Nguyên, chị A lại. A. Car. Large. Start. Hot. Hot. Father. Artist. Phát âm lại cho anh chị này. A. 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 Ở đây hai đứa để ý cẩn thận chữ này đừng đọc là lớp, âm là âm A phải đọc là love. Chữ này cũng đừng đọc là hurt, nó phải là âm ơ. Hot, hai chữ này giống hệt nhau, nóng với trái tim không khác gì nhau cả. Tất nhiên là vào câu nghĩa nó, theo trường hợp nó sẽ khác nhau, người ta không sợ là nhầm chữ này với chữ kia. Trừ khi chơi chữ thì có thể dùng nhầm, ví dụ một trái tim nóng chẳng hạn thì phải là hot hot. Ví dụ thế. Hai chữ A này phát âm lại cho anh nhá. Chữ A thứ nhất hạ cầm. A. A. Chữ A thứ hai mở trên dưới. A. A. An phát âm cho anh nào. Love. Start. Large. Cut. Money. Heart. Father. 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 Ok, rồi, tiếp theo sang hai chữ O. Anh cho em hỏi xíu. Ừ. Cái từ money thì ví dụ như là mình sẽ tách ra từ M với chữ A xong với chữ N với chữ Y hay là M, A, N xong rồi lại... M, A, N, đọc tại vì em thấy lúc thì đọc money, lúc là đọc money. Ừ nhá, đừng phải mó mà nó đọc A, là ma. Man. Man. Money. Ok, thì ra nếu mà em đọc những cái không này không ghét N vào đúng không ạ? Ok, chị Hoa vào rồi. Học lâu thế chị? Ừ, sorry cả nhà, sorry Thanh. Chị thì có lịch họp lại bị kéo dài quá. Vâng, mọi người đi hơi xa. Chị xem phải cái record phần đầu. Rồi, như vậy là chị hiện tại chị Hoa đang có 4 năm này chưa học, thì em sẽ dạy qua phát âm lại, còn tí chị sẽ xem phát âm các ví dụ ở phần video em gửi sau nhé. Không quay lại thì ôn cả được. Ok, ok em.
Rồi, từ từ anh giải thích cái câu hỏi cho Nguyên nhé, cái từ này. Thực ra là cái này thì sẽ có một số từ điển, nó sẽ đánh dấu cho em cái chữ này sẽ phải phát âm như thế nào, ví dụ nhé. Để chờ anh bật cái từ điển này lên chút. Này, ví dụ cái này chẳng hạn nhé. Từ điển này thì nó không cho mình cái gì. Anh xem cái từ điển Oxford, Cambridge. Đây, cái từ điển Cambridge này thì nó đánh dấu chấm ở đây, có nghĩa là nếu đọc thì sẽ nên đọc là money, money. Thì nó sẽ với anh thì anh thấy đánh dấu ở đây họ đọc hơi khó, nhưng nếu mà đọc là money, money thì thực ra cũng được, nó cũng ra của âm từ money đấy. Nhưng mà cái anh thì anh sẽ đánh dấu ở đây thì anh thấy đọc ở đây thì nó sẽ dễ hơn là money, thì anh sẽ nghe dễ hơn money. Còn nếu em đánh ở đây thì em sẽ đọc nhé. Bởi vì cái vị trí cuối cùng của em là vị trí của chữ n, tức là đúng không? Man y. Để đọc nhanh nhé. Money, money thì nó cũng ra money thôi, nhưng anh thấy cái cách này nó không tự nhiên lắm, nên là anh sẽ tách ra thành ma này với ni này thì dễ hơn là man này với y này. Âm nào nó cũng ra đúng thôi, nhưng mà cá nhân anh thì anh sẽ đánh theo từ đây, ma trước và ni sau, âm nào cũng được. Đấy, miễn là anh thành Vâng. vần là được. Vâng. Rồi bây giờ anh sẽ nói lại Em bốn đọc âm nhanh. này, tiện cho chị Hoa sẽ phát âm theo luôn. Hai âm này là hai âm ơ. Hôm trước mình học từ đầu thì đã được học được ba chữ y rồi này, và hai chữ e rồi này. Video thì em gửi rồi, hy vọng mọi người đã xem và đã luyện lại. Hai âm này là hai âm ơ. Âm ơ thứ nhất, nếu mà Nguyên với lại An có luyện thì luyện lại cũng được, còn không luyện cũng không sao, vì cũng thạo rồi. Ơ, chữ ơ thứ nhất sẽ hạ cầm xuống một chút, phát âm cho em chữ ơ. Tất cả các âm trong đầu trong các cặp thì phần lớn đều phát âm dựa vào cách hạ cầm xuống. Đây, chị Hoa sẽ phát âm theo em nhé, hạ cầm xuống một chút. Chà, năm thiết bị không biết nó có đẩy mình đi, mình còn nhìn được. À, đây được rồi, vẫn nhìn được. Chữ ơ thứ nhất hạ cầm xuống một chút. Màn hình em thì sẽ hơi bé, mọi người khó nhìn. Chữ ơ thứ hai, chị Hoa luyện được theo không đấy, chị Hoa ơi? Ok. Ok. Chữ ơ thứ hai thì mình sẽ cứng môi và phát âm cho em chữ ơ này. Cứng môi với nhá. Phát âm lại hai chữ ơ. Chữ ơ thứ nhất hạ cằm xuống một chút. Chữ ơ thứ hai cứng môi. Chữ thứ nhất. Chữ thứ hai. Mình có thể áp dụng vào đọc các ví dụ. Ví dụ cái này. The better seven enter pleasure, pleasure. Và từ này trọng âm ở đằng sau, complete, complete. Đó, chữ ơ thứ hai cứng môi. Bird turn skirt search first, nhưng mà cái này nó có thêm âm sờ tờ ra, nó hơi hơi khó. First, first journey, journey. Ok, hai chữ tiếp theo là hai chữ A. Chữ A thứ nhất hạ cầm nó một chút. Chữ A thứ hai mở rộng miệng như chữ trên dưới. Rồi chị sẽ đọc theo em một chút để cho nó nắm được cái cách đọc này. Trên này hạ cầm xuống này. Love gần, nhớ ba chữ nhân đôi K, P và T. Cut much money, và chữ này là nothing, thing, nothing. Chữ A thứ hai mở rộng miệng chiều trên dưới. Car large start hot hot father, và cuối cùng là nó có chữ bật ra là chữ sờ tờ hơi khó. Artist, artist. Rồi tiếp theo bài mới, tất cả mọi người cùng quay lại học hai chữ O.
Cho thứ nhất mọi người cái này hạ miệng sợ à, hạ cầm xuống một chút cho miệng nó tròn ra để đọc chữ O nhé. O. Cái này sẽ hạ rộng hơn những chữ bên trên ấy. O. O. Ok, bây giờ mọi người sẽ tự phát âm và tự đánh vần nhá. Nguyên phát âm cho anh từ chữ O. À tôi quên hai chữ O đó, từ từ. Để cho mọi người định hình hai chữ O khác nhau nha. Chữ O thứ hai cũng tròn môi nhưng mà phải nâng cuống lưỡi lên một chút. O. 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 Cặp nhá. O thứ nhất này. O. Tất cả những âm đầu mọi người đều phát âm cho nó gọn âm thanh mà không kéo dài, những âm sau thì thường nó sẽ bị kéo dài hơn. O. Âm O thứ hai. O. O. Rồi Nguyên bật mic phát âm cho anh toàn bộ dòng của chữ O thứ nhất, mọi người nghe để tí mọi người sẽ phát âm theo. Dog. Từ chữ O trước Nguyên ơi. Dog. Box. Job. Got. Shop. Coffee. Dừng. Không khó. Co. Coffee. Co. Coffee. 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 Đó. Coffee. Tiếp. Doctor. Lần nữa. Doctor. Ok. Chị Hoa phát âm lại cho em chữ O này. Bây giờ chị sẽ phải thử đánh bắn nhá. Rồi. Dog. Tiếp. Box. Job. Từ từ từ, chị phát âm chậm Job. thôi. Chữ box phát âm sai mà nó có chữ sờ ở cuối nữa. Mình phát âm đủ, không thừa, không thiếu. Box. Job. Từ 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 từ, từ chị này. Box. 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 Ok. Job. Got. Shop. Coffee. Dừng, từ này sai, người cốc. Coffee. Co. Co và Coffee. phi. Coffee. Coffee. Ok, cuối cùng. Doctor. Lần nữa. Doctor. Ok. Rồi, chữ O thứ hai, mọi người phát âm tròn môi và nâng cuống lưỡi lên này. O. O. An. Phát âm cho anh chữ O này. O. Đo. Đo. Nâng cuống lưỡi nha. Đo. Tiếp. Shaw. Tiếp. Talk. Shot. Autumn. Daughter. Lại này. Daughter. Daughter. Or daughter. Lại. Daughter. Chữ thơ hơi yếu nhé. Daughter. Daughter. Rồi chữ cuối cùng để ý trọng âm đằng sau nhá. Before. Lại. before Rồi ok, Nguyên phát âm cho anh chữ O này. o jar sir talk sort autumn daughter before Ok. Rồi mọi người sẽ phát âm lại hai chữ O này này. Chữ O thứ nhất hạ cầm một chút này. O. O. Chữ thứ hai môi vẫn tròn nhưng cũng nâng cũng nữa này này. O. O. Chị Hoa bật mic phát âm cho em sẽ chỉ lẫn các âm phát âm. Ok. Đây. Dog. 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 Talk. Shop. Shop. Doctor. Doctor. Đốc mà sai rồi chị, DO mà không phải ô đâu. Doctor. 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 Ok. Rồi em cảm ơn. Cuối cùng mình còn 3 chữ U. Chữ U thứ nhất mình sẽ bẹt môi xuống mình phát âm. U.
Chữ này thì không hạ cằm, chữ này phải bẹt môi xuống. U. U. Chữ U thứ hai môi thành hình ống và sau đó nâng cuống lưỡi lên đọc phát âm chữ U như này. Đó. U. 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 Chữ U thứ ba thì giống tiếng Việt, mình đọc bình thường thôi. U. U. Rồi chữ U thứ nhất nguyên phát âm. À từ từ phát âm theo anh trước đã nhé. Từ từ phát âm lại. U. 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 Rồi, nguyên từ chữ U đấy vào cái ví dụ luôn nào. U. Good. Đúng rồi. Should. Foot. Book. Put. Sugar. Cooker. Ok. Chị Hoa phát âm. U. Và ví dụ chị. Put. Should. Put. Book. Put. Sugar. Cooker. Ok. Chữ U thứ hai. Mô hình ống nâng cuống lưỡi. U. U. An phát âm. U. Do. To. Soon. June. Trong đằng sau nhé. Bamboo. Đúng rồi, lại nữa. Bamboo. Rồi, ở đây có một cái lưu ý mọi người cần phải lưu ý giúp em là âm ơ khi đi với âm l, thế này mình sẽ đọc thành âm ô nhé. Ví dụ cái này sẽ là beautiful. Quan trọng âm là beau. Đọc là a. Beautiful. Lần nữa. Beautiful. Ok. Rồi cái âm u cuối cùng này thì ít khi gặp mà có một vài trường hợp nó mới xuất hiện thôi. Rồi mọi người phát âm này. À, chữ U này này. U. Ở đây thì có một ví dụ anh tìm được thì là chữ này. Mọi người xem chữ này nhá. Trong một từ ấy nó có bao nhiêu nguyên âm thì có bấy nhiêu âm thanh. Ví dụ từ này nó có một nguyên âm này, hai nguyên âm này, ba nguyên âm này, bốn nguyên âm này. Nguyên âm là âm thanh tạo ra âm. Thế nên là ở đây sẽ có bốn âm thanh. Ví dụ như âm này sẽ có âm đầu tiên là S. Âm thứ hai là chu. Âm thứ ba là ơ. Âm thứ tư là ly. Với trọng âm rơi vào âm S. Nên mình sẽ đọc trọng âm vào actually và sẽ đọc nhanh actually actually. Ok actually. Chữ này không có nhiều, ở đây có một ví dụ em tìm thấy thôi. Rồi ở đây có ba chữ này u, mọi người phát âm lại nhé. Chữ u thứ nhất bẹt môi xuống này. U. U. U thứ hai mô hình ống nâng cuống lưỡi này. U. U. Chữ u thứ ba bình thường này. U. U. Ok, Nguyên bật mic phát âm lẫn cho anh nào. Vâng. Good. Còn bao nhiêu lâu nữa kết thúc nhỉ? 19 phút này. Này tí này phải vào nữa. Shirt. Gì ta? June. Hot. Beautiful. Beautiful. Ơ với lâu. Beautiful. Beautiful. Cooker. Actually. Ok. Như vậy là mình đã xong tất cả những âm có một ký hiệu, người ta gọi là âm đơn. Mình sẽ luyện lại trên này để cho thạo 14 âm đơn này. Còn lại 8 âm kép bên dưới thì rất dễ, chỉ ghép với nhau là xong. Ở đây mọi người sẽ phát âm lại với em một lượt tất cả các âm nguyên âm này nhá. Nhất 3 chữ Y, chữ Y thứ nhất hạ cằm xuống. Y. Y. Chữ Y thứ hai kéo mép. Y. Y. Chữ Y thứ ba bình thường. Y. Y. Chữ E thứ nhất hạ cằm một chút. E. E. Chữ E thứ hai mở rộng miệng ra. E.
E. Chưa thứ nhất hạ cầm. Ơ. Ơ. Chưa thứ hai cứng môi lại. Ơ. Ơ. Chữ A thứ nhất hạ cầm. A. A. Chữ A thứ hai mở rộng trên dưới. O. O. Chữ O thứ nhất hạ cầm xuống. O. O. Cho thứ hai tròn môi nâng cuống lưỡi. O. O. Chữ U thứ nhất bẹt môi. U. U. Chữ U thứ hai môi thì hình ống nâng cuống lưỡi. U. U. Chữ U thứ ba bình thường. U. U. Là mọi người phát âm nhá. 26. Y 29. E 25. Y 230. Ơ 28. E 32. A 31. Ơ 33. O 34. O 36. U 35. O 37. U 32. A 33. O 28. E 30. Ơ 31. Ok rồi. Anh kiểm tra lại này, nguyên nào. 26. Y 31. Ờ 30. Ờ 29. E 25. Y Gọn âm vào y. Đúng rồi. Tất cả các âm đầu trong các cặp mình sẽ đều phát âm rất gọn mà. Y, Vâng E, Ơ, A, O, U. Vâng Đó. 33. À 35. O 37. U 28. E 29. E E. E Những âm thứ hai trong các cặp thì thường sẽ phải kéo dài ra, thì thực ra nó sẽ là những âm đầu nó gọi là âm ngắn, âm sau nó gọi thường gọi là âm dài. Vâng 31. à, e à 31 nhầm U. nhầm 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 ờ Ok, rồi tiếp. Chữ Hoa Thế 37. u 39. À, ủa sao vừa sorry, ấy 38. sao vừa ừ u 31. ờ 32. a ba ờ à À, chỉ đọc gọn âm mà. À. a a 25. y Y. y 26. e ở đâu y 29.
E, chị mở rộng miệng rồi. E. Ba ba. O. O. Ok. Ba tư. Ba tư mà chị. Đâu, hai em này là hai em O mà. O. Ba tư đúng không? Ba tư, ba tư, ba tư. Rồi, 35. Ok. Rồi. Bây giờ sẽ phát âm ví dụ này. Nhưng mà từ từ em xem còn mấy phút nữa. Mà nó chắc đủ. Tí em sẽ chuyển qua Zoom luôn để mình thực hành luôn nhé. An bật mic phát âm cho anh này. Anh sẽ chỉ bất cứ ví dụ nào trong đấy nhé. Phát âm cho anh này. Read, check, seven, back, much, hot, turn, Là turn, saw. Shoot, shot, June, actually, Nguyên. Happy. Keep. Ditch. Easy. 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 Kiểm soát dấu sắc của em ở các âm trọng âm nhé. Thường là em sẽ hay cho dấu sắc vào. Cái dấu sắc đấy thì có thể dùng được, nhưng sau này nó sẽ liên quan đến ngữ điệu ở trong câu. Câu mình mới cần đến dấu để đôi khi mình tạo ra ngữ điệu. Còn với từ thì mình không cần. Đọc ngang thôi. Easy, không ý gì nhé. No. Lại. Easy. Teach. Many. Happy. Pleasure. Complete. Journey. Journey. Okay. Money. 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 Father. 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 Pa. Father. Nothing. Daughter. Before. Beautiful. Okay. Chờ anh chút để anh bật cái zoom lên để tí cho mọi người thực hành từ điển thôi. Cái này nó kết thúc thì anh gửi link cho mọi người vào cái link mới nhé. Rồi, chờ, trong lúc nó còn loát một lúc nữa. Ở đây có nguyên âm đơn thì mình xong rồi, tiếp theo là nguyên âm kép. Cái nguyên âm kép này thì thực ra nó là nguyên âm đơn ghép lại với nhau thôi. Ví dụ mình lấy chữ E mình ghép với chữ I là mình sẽ tạo thành chữ EI. Còn cách đọc như thế nào ấy, thì mình đọc phần lớn sẽ tập trung vào chữ thứ nhất, sau đó mình kéo sang chữ thứ hai. Ví dụ như cái này đọc chậm nó sẽ là E, tức là E và I ấy. E. Thì khi mình nghe gọn âm mà mình sẽ nghe rất giống một âm là âm A. E, nhanh hơn này. E, E. Đó, thì nó sẽ giống âm A. Tương tự thế, âm A kéo sang âm I sẽ được này. Ai, ai. Thì nó sẽ giống giống âm A. Đó, rồi tiếp theo là oi. Oi, thì nó sẽ giống âm oi. Đó. Thì bây giờ mình đọc gọn các âm vào thì mình sẽ lần lượt được các âm như sau. Âm thứ nhất A, I, OI, OW, O, E, IR và UR. Bây giờ mọi người sẽ phát âm theo em nhé. A, đọc gọn âm luôn chứ mình không đọc kéo dài nhé. A, I, I, OI, OI,
ao ao ô ô e e ear ear ua ua. Ok, giờ mọi người phát âm lên, em xem nó bật bắt cài cái gì này. À, nó cài update. Ok, rồi. Chị Hoa phát âm cho em nhá. 39. Ê. 40. Hai. 42. Ao. 41. Oi. Sao lại không kích vào đây này. Rồi. 43. 44. Here. Đâu? E ở chứ bị ear. Air. E. Air. Air. Here. 46. Ua. 40. Ai. Ok, rồi mình phát âm ví dụ luôn nhá. Chị Hoa phát âm cho em từ âm A vào cái ví dụ luôn. Ai. Đây. Hey. Able. Rồi, ơ với L là O này. Able. Able. Yep. Later. Station. Station. Ok, rồi rồi rồi, chừng trước ví dụ cuối cùng thì chị Hoa tắt mic thì em sẽ giải thích một chút về kiến thức mới này. Ở trong một số từ dài ấy, ngoài cái trọng âm ở bên trên thì mình sẽ có một cái trọng âm ở bên dưới này. Thì cái trọng âm này nó sẽ gọi là trọng âm phụ. Tức là mình sẽ có một nhịp ở cái nguyên âm ngay đằng sau nó. Cái âm này thì âm nhẹ thôi, nhưng nó không mạnh như âm chính. Ở đây mình sẽ có một nhịp của E này và một nhịp mạnh của K này. Đó. Thì bây giờ từ này nó sẽ cần có hai âm nghe thấy là âm E và âm K là trọng âm. Ví dụ như là nếu mình đọc nó sẽ là education. Đấy là em đọc, em có kỹ thuật rồi thì em đọc quen rồi không sao, nhưng với mọi người ấy, chưa quen nên mọi người đọc cái này khá khó. Bởi vì nó có khá nhiều âm như này nên mọi người sẽ khó. Thì cái nếu mà mọi người chưa đọc được ấy, thì có một cái kỹ thuật là cứ sau mỗi trọng âm mọi người sẽ nghỉ một chút thì nó sẽ tạo thành cái từng quãng một. Ví dụ ở đây mình sẽ có âm này mình nghỉ này. Sau đó là đến trọng âm này là trọng âm thứ hai mình nghỉ thêm một quãng nữa này. Đó, thì mình sẽ được hai quãng, là quãng thứ nhất là quãng này. Quãng thứ hai là quãng này. Thì ví dụ đây mình đọc âm sau âm thứ nhất mình nghỉ này, E. Âm thứ hai thì du không có trọng âm mà bắt vào K thì sẽ là UK. Âm thứ ba là shin. E UK shin. Sau đó đọc nhanh lên này. Education. 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 Thế mình sẽ được hai nhịp của education. Education. Ok, em mọi người đọc lại từ này này. Education. Ok. Sang chữ thứ hai, Nguyên phát âm cho anh nè. À, An đi, An đi, An phát âm đi. E. Cái gì đấy? Âm này làm À E gì đâu? đấy? Ở dưới ạ. Ai? Ừ. Và ví dụ. Ai? Rồi. Die. Like. Night. Back. Fighting. Nighty. Nguyên, chữ tiếp theo. Sorry. Sorry. Boy. Voice. Noisy. Enjoy. Chị Hoa tiếp theo. How. Now. How. House. Out. About. Sunflower. Chị nhấn vào flower nó mạnh hơn sun. Sun nó Sunflower. phải mạnh hơn flower. Sunflower. Sunflower. Lần nữa chị. Sunflower. Vẫn flower hơi mạnh. Sunflower. Sunflower. Ok. An. Oh. Oh.
Go. No. No. Boat. Over. Potato. Ok. Nguyên, tiếp theo. Air. Air. Beer. There. Hair. Chair. Airport. Upstairs. Ok. Chị Hoa tiếp theo. Ear. Ear. Here. Beer. Tear. Clear. Really. An cuối cùng. Poor. Poor. Tour. Sure. Ok. Nguyên phát âm lẫn cho anh. Vâng. Day. Night. Hi. Now. Go. Beer. Sai. L chứ không phải ear. À. Nhập. Bear. Here. Poor. Here. Hair. Ok, chị Hoa. Ok, tiếp nha. Chị Hoa phát âm bên này. Later. Out. Enjoy. There. Beer. Really. Sure. About. About. Out. About. About. Ninety. Education. Upstairs. Ok. Rồi đến đây là mình đã xong toàn bộ về mặt phát âm. Tốc độ học khá nhanh. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo của cái phần phát âm này là mình sẽ thực hành ở trên từ điển. Mọi người sẽ so sánh âm thanh của mình với âm thanh của từ điển để xem nó có khớp không. Nếu nó khớp thì đúng, còn nếu nó sai mọi người sẽ cần phải chỉnh lại để cho phát âm của mình nó đúng. Lưu ý là tốc độ phát âm có thể khác nhau, nhưng mà cái âm thanh tạo ra phải đúng như từ điển. Mình sẽ so với từ điển để cho nó chuẩn chứ không phải so với bất kỳ ai cả. Từ điển em sẽ dùng là từ điển Oxford. Đây là từ điển nói chung là theo quan điểm của giới học tiếng Anh thì nó là từ điển chuẩn nhất trong các từ điển. Nhưng mà với em thì nó cũng không chuẩn lắm. Bởi vì là nó cũng có cái những cái mà nó yếu so với các từ điển khác, thế nên là thường thì em vẫn dùng cái từ điển này. Từ điển này để em tra, bởi vì em trong này em có kết hợp 3 4 từ điển khác nhau. Để cùng lúc có lúc thể cái mình dùng cái này, có lúc mình dùng cái kia, nó không có từ điển nào hoàn hảo cả. Ở trên này thì mình sẽ lấy âm thanh của nó phát âm. Ví dụ như mình sẽ lấy từ này chẳng hạn.
thì nó sẽ có phiên âm của hai thứ. Bên trên này là của tiếng Anh. Tiếng Anh Anh thì đa số mình sẽ không dùng, bởi vì cái tiếng Anh này nó là tiếng Anh học thuật, mình học tiếng Anh sử dụng thì mình sẽ ưa dùng tiếng Anh Mỹ hơn. Em sẽ dạy được tiếng Anh Mỹ, còn mọi người sẽ phát âm, sẽ chủ yếu sau này sẽ phát âm được tiếng Anh Mỹ, còn nghe thì mình vẫn phải biết nghe cả hai thứ tiếng, bởi vì cũng có từ tiếng Anh nó phát âm khác xa so với tiếng Mỹ, nên là mình sẽ phải cẩn thận. Bây giờ phát âm thì mình sẽ phát âm theo cái âm thanh của tiếng Mỹ, tức là cái loa đỏ này, nhìn phiên âm và sau phát âm. Ví dụ chữ car này chẳng hạn. Ở cái chữ A trong tiếng Anh nó có 4 chữ mà hay có chữ R đằng sau để nó tạo ra cái việc nối âm. Thì cái này chữ R này mình sẽ mặc kệ, hiện tại mình phát âm một từ thì mình chưa cần quan trọng. Sau này mình phát âm câu nó sẽ có giá trị để nối. Còn bây giờ mọi người sẽ phát âm cứ có chữ R này, nếu mà sau nó không có nguyên âm thì cứ mặc kệ. Ok, bây giờ sẽ từng người phát âm cho em mỗi người một số từ và sẽ phát âm liên tục. Sau đó là sẽ chuyển lượt. Đầu tiên sẽ bắt đầu từ An trước. Bật loa và phát âm cho anh âm thanh của từ này. Bật mic, bật mic, bật mic. Car. Rồi, rõ ràng nhá, bây giờ phát âm gọn rõ ràng đấy, lại. Car. Car. Đó, mọi người nghe âm thanh chuẩn với nhau thì là ổn rồi. Không cần phải thay đổi gì cả. Nhưng nếu khác thì mọi người sẽ phải phát âm lại. Road. Road. Ừ. Bây giờ có một âm trước đã nhá. Tức là có một nguyên âm. Men. Âm này là mây đấy. Lại nào. Men. 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 Cái âm cuối cùng là có chữ N. Men. Men. Lại. Men. 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 Các âm kép vừa học xong. Noun. Lại. Noun. Noun. Âm của An thì về mặt nguyên tắc nhìn chung thì nó đúng, nhưng mà nếu mà xét chi tiết thì vì âm của em nó hơi yếu, nghe nó không rõ lắm, nên cố gắng phát âm cho nó mạnh mẽ vào cho âm nó rõ. Rồi từ này phát âm theo tiếng Anh nhé, đây tiếng Mỹ mình sẽ đọc nó là blunt, nhưng tiếng Anh từ này đa phần mọi người biết từ này đọc nhiều hơn, bởi vì học tiếng Anh ở trường họ dạy cho tiếng Anh, còn ra ngoài thì mình sẽ phải tập tiếng này. Phát âm từ này Plant. Plant. ok rồi chị Hoa nào. À, âm la của em to lên tí được không? Là do cái của chị nó bị bé nhỉ? Bên chị nghe bé à? Ừ. Thì khả năng là bên mic chị nó bé, mới lại cái này nó cũng lọc âm thanh tốt nên nó cũng lọc nhiều tín hiệu âm thanh đi mất. Ừ, ok. Từ 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 để em lấy cái gốc Lily. này, từ này đi, nó không có chữ Z ở cuối, chữ này nó thay đổi đây. Lily. Leave. Ok. Come. Không là sai, chị em này là A đơn thuần, hạ cầm xuống một chút thôi. Come. 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 Đó, chị phát âm theo nào. Come. 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 Ok. Từ nào mình sai mình sẽ phát âm theo nhé, để cho nó sửa lại cho nó đúng hoàn toàn. Move. Move. Ok. Mù. Từ này hơi khó một chút này, nó có vừa âm trờ đầu âm rờ cuối. Change. Ok. Change. Tốt. Change. Then. Then. Tốt. Sao từ này lâu, từ này nhìn mặt chữ khá Dọc. quen mà. Ờ không, chị nhìn phiên âm, chị không nhìn chữ, Vâng. nhìn chữ là bị quen đấy. Ok Nên là nó đang nhìn phiên âm. Nên ok là cái kia Job. ok Job. Nguyên. Vâng. Mọi người cứ tập phát âm theo nhá. Get. Get. Âm này hơi khó, chữ L cuối hơi khó nha. Call. Lại nào. Call. Call. Ok.
cho chị nghe lại, cái đấy là khô hay là phải là call? Call. O. Call. Nó có âm L cuối, âm thanh của nó có thể biến đổi đi một chút. Là mình hay đọc là call. Call. Nếu mà chị đọc nếu bình thường, bình thường dễ ấy. Đây nhá, từ này nhá. Nếu bình thường chị đọc nhẹ, đọc là call thì thực ra nó cũng có thể chấp nhận được, nhưng mình nếu đọc đúng theo từ điển, bây giờ mình đang cần đúng theo từ điển ấy, thì âm o nó khá là nặng, thế nên là bây giờ mình nghe call. 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 Nếu mà đọc là call thì nhẹ quá mới lại âm thanh nó hơi khác một chút. Call. Tốt nhất mọi người cứ đọc theo đúng âm o và thêm cái âm ở cuối này cho nó đúng. Call. Call. Nó sẽ có cái âm l này, âm l này hơi bé. Tiếp nha. Một âm đây. Đọc cho anh theo cách này. But. But. Đọc nhẹ đấy. Đây. Said. Said. Ok, said. Said. Ok, bắt đầu sang hai âm nhá. An nào. Có trọng âm đấy. Between. Between. À, đọc theo đi, âm thanh của mình hơi khác rồi. Between. Between. Ok. Ai sẽ chơi từ này. Cơ bản, từ rất cơ bản. Đọc khó đấy nhá. Từ nhìn phân tích cái từ này nhá. Âm này là một nhá. Nhưng âm thứ hai của nó là âm này. Đó. Tức là đấy, anh phân tích thế thôi. Giờ từ phát âm bây giờ. Từ cơ bản nhưng mà chưa chắc là phát âm. English. Lại nào. English. Ừ, cũng tạm được bởi vì âm thanh của em nó bé nhá. Thế nên là cái phát hiện cái dấu hiệu sai nó khó. Nên mà đọc to thì nghe nó sẽ... Cái gì này? Hả? Sao dị vậy? Đăng nhập được này.
Chết rồi, quên mất. Ở trên mít này nó hình như nó... An nghe thử xem có nghe được âm thanh ở trên này không nhé. Hình như là không nghe được. English. Nghe được không anh? Nó hơi bé. À nhưng mà có hả? English. English. Có. Nó khó nghe lại. Lọc hết âm thanh. Spoken. Có được không? Không nghe được. Thì không được rồi. Cái em cho phu đầu lượng này không nghe mic được. của anh ấy, nó bắt đăng nhập tài khoản, anh quên sửa tài khoản. Vào tài khoản này không được. À đấy, đấy. Rồi, bảo luôn nhỉ. Cái gì mà sao nó dị thế nhỉ? Không hiểu luôn. Rồi, tiếp nha. An tiếp phát âm nhanh nào. English. English. Nha, nó gồm một âm ing là một này và âm glish là hai này. Ghép vào này. In glish. English. Đó. English. Phát âm lại xem nào. English. English. Rồi, tiếp nha. Đây. Ở đây nếu mà trước chữ N thấp nó mà là một phụ âm khác thì trong cái từ điển thì thường nó sẽ không ghi. Nhưng mà các từ điển khác thì nó sẽ vẫn ghi để ví dụ như này. Từ này nha. The beautiful đi. À, đây student đúng không? Đang student. Đây, từ điển này là của Cambridge thì nó ghi cái âm ơ này này. Nó ghi ở bên trên. Nhưng từ điển của Oxford thì nó lại không ghi. Nên là mình sẽ phải tự thêm âm ơ này vào. Bởi vì theo nguyên tắc là nó có trọng trọng âm này thì nó phải có hai nguyên âm trở lên. Thì nó có một nguyên âm đây rồi thì nó có thêm một nguyên âm nữa giữa này. Thêm âm ơ vào. Hãy đọc cho anh xem. Nó chết rồi. Student. Lại nào. Student. Student. Nó có chữ student nữa nhá. Cái này. College. College. Ok. Chị Hoa nào. Training. 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 Ok. Training. Receive. Đây, từ từ để em lấy từ gốc này. Cái này nó đã thêm ED, nó hình tính từ mất rồi. Đây. Receive. Receive. Ok. Mọi người cứ phát âm theo từ điển nhá. Từ này chị. Something. Lại. Something. Ok. Something. Hơi khó một chút. Something. Từ này có âm ơ ở đây nhé chị nhá. Lại Mention. lần nữa chị. Mention. Mention. Ok, Mention. cái này đọc cho em theo cách này. Again.
Lần nữa. Again. Again. Rồi, Nguyên nè. Happen. Happen. Chữ E nó mở rộng miệng hơn này. Hap. 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 Rồi, và ví dụ nè. Happen. Ok. Happen. Rồi. Em sao em nghe thành A nhỉ? Ờ, nghe sang A khá nhiều. Thực ra cái âm này nhá, cái từ này một từ nó là giữa trung âm giữa E và A. Ừ. Nghe nhá, A, A. Thì nó là âm giữa A và E, thế nên là có một số từ nó lại nghiêng sang A nhiều hơn một chút. Có những từ nó nghiêng sang E, nên là theo mình sẽ phát âm theo cái âm trung gian của nó thì đỡ bị lẫn giữa hai từ này. Happen, happen. Happen. Ừ. Happen. Đó, thì âm trung gian như vậy nó sẽ tốt nhất. Ừ. Tiếp, kệ cái chữ R cuối nhé. Never. Never. Bueno. Đây. Country. Country. Ok, ba âm nhá. Cho nguyên trước nè, chữ R kệ nó. Cái này tự tập đánh vần đi. Government. Là. Government. Lần nữa. Government. Ga là trọng chính. Ga. Government. 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 Rồi. Government. Ok. Đây. Đừng đuôi in, rồi nó lại có đuôi in. Giờ mấy cái này nó có thêm đuôi vào. Nó thành nhiều âm. Tiếp. Đây. Kệ chữ R. Vâng. Consider. Ừ. Consider. Rồi. Có chữ L, chữ Ơ ở đây nhá. Vâng. Decision. Ừ, đúng rồi. Decision. An. Cho từ cơ bản này. Đây. Family. Family. Ừ. Đây. Trọng âm có cả phụ cả chính đấy nhá. Introduce. Đúng rồi đấy, khá đúng rồi đấy. Đọc mạnh lên, rõ ràng lên. Introduce. Ừ. Introduce. Rồi, ok. Introduce. Ba âm. Ở đây, sao đây? Để từ member. Membership. Lần nữa. Membership. Ừ. Membership. Chị Hoa nào. Bốn âm nhá. Một, hai, ba, bốn, năm âm này. Thôi thôi thôi, năm âm người già. Bốn âm đấy. Đây. American. Rồi lần nữa chị trọng âm lại. American. Ok. American. American. Especially. Okay, lần nữa. Especially. Especially. Okay, especially. Especially. Cái này hy vọng là đừng đuôi ép. Rồi, 1, 2, 3. Nhìn chữ dài xong rồi phía năm mình ngắn đấy nhỉ. Đây, chị nhìn chữ này. À đây, chữ tiếng Mỹ thì buộc phải nhìn chữ này. Mỗi âm. Circumcision. Đó chữ cái này mình âm nhất là sơ, âm thứ hai là cần, âm thứ ba là stands. Stands. Circumstance. Nó chỉ ghép vào. Circumstance. Đúng không? Circumstance. Circumstance. Rồi, An làm vài âm, bốn âm xem nào, cho nó trôi mồm xem nào. À đâu, từ từ từ, từ nguyên chứ nhỉ?
Từ an, 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 an. Có mơ đấy nhá. Situation. Rồi, lại nào. Situation. Situation. Rồi. Cho chị hỏi như trước cái từ lễ là cái âm chiu à? Situation nó có cái chiu, nó có cái âm chiu đúng không? Chiu. Để em nghe thử nè. Situation. Situ. Thực ra chiu với chiu nó nghe chiu thì đúng hơn. Situation. 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 Em vẫn nghe là chiu nhiều hơn chiu, âm chiu thì cũng rõ đấy. Thế đọc đúng là gì? Em đọc đúng. Vâng, vâng. Situation. 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 Thế đấm chu okay, nó không có chung âm. Trước là mình hay đọc là situ. Ngày trước mình hay đọc là tờ. Chị hay đọc là tờ. Situation. Situ chị đọc situation đúng không? Ừ, đấy, đấy, đấy. Tiêu thì dài. Bây giờ là nếu mà mình nhìn bắt âm thì mình sẽ đọc á. À, thế đây. Đây, thế mọi người đọc từ này là gì đã? Ok. Đây, mọi người đọc từ này là gì? Dictionary. Chị Hoa đọc từ cái này nào. Dictionary. Rồi nhé, bây giờ mọi người xem nhá. Nếu mà cách đọc của mọi người thì đa phần là cách này. Nó không có nơ hay niết gì đâu nhé. Nó chỉ dictionary, nó ba âm. Mọi người đọc về đấy là có nary là bốn âm. Dictionary là bốn âm. Còn nếu mà đây là tiếng Anh nhá, là dictionary. Mọi người đọc cũng không đúng bởi vì mọi người đọc có bốn âm, đây chỉ có ba âm. Còn nếu mà đọc vào bốn âm thì lại của tiếng Mỹ. Và tiếng Mỹ thì nó không đọc là nary mà đọc là nary. So với phát âm ngày xưa mình không có cái gì dẫn đường, mình chỉ có phát âm theo giáo viên thì có khá nhiều cái mình sẽ bị sửa lại. Cái từ này nếu mà đọc theo tiếng Anh là dictionary. Dictionary. Còn tiếng Mỹ là dictionary. Dictionary. Còn không có nào là dictionary cả. An phát âm từ này theo tiếng Mỹ nào. Dictionary. Dictionary. Rồi, nguyên là một vài từ cho nó 4 âm nhá. Rồi đến 4 âm thì chắc là dừng ít từ có nhiều âm hơn 5 âm. Electrolic. Electronic. Electrolic. Char. 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 Electronic. Electronic. Okay. Electronic. Không biết còn từ gì nó ra được tận 4 âm nữa không? Khó tìm lắm. À đây rồi. Calculator. Rồi lại nha. Calculator. Tạo hết hơi nha. Thôi, thôi mọi người hôm nay dừng ở đây, hôm sau mọi người sẽ bắt đầu học sang tạo câu nhá. Còn tạo câu này thì em được lưu rồi. Ý là mọi người sẽ phải sắp hết thời gian để học đúng, vì là em sẽ thay đổi toàn bộ cái tư duy của mọi người về cái kiến thức tạo câu của tiếng Anh, cho nên là mọi người phải có mặt đủ đúng đủ thời gian để nó không bị bỏ cái gì, không bị khó hiểu. Ok, thế thôi, mình nghỉ ở đây nhá. Đó, chào mọi người. Cảm ơn. Ok. Em chào anh chị. Ai phải nhớ nhá.